Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ngày 4 tháng 3 phát biểu rằng hai nước Việt-Mỹ hầu như có lợi ích song trùng về vấn đề an ninh ổn định khu vực, trong khi căng thẳng về nhân quyền và quan hệ kinh tế thương mại vẫn tồn tại. Tại hội thảo trực tuyến do Trung tâm Miller thuộc Đại học Virginia tổ chức, Đại sứ Kritenbrink nói, một trong những sự khác biệt rõ rệt nhất là nhân quyền, điều mà ông nhấn mạnh là một phần trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Mỹ và vẫn là một phần trọng tâm trong cam kết của chúng tôi với Việt Nam. Chúng tôi cho rằng Việt Nam sẽ thành công hơn nếu bảo vệ các quyền của công dân theo những cách nhất định, tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế liên quan đến nhân quyền, theo nguyên văn lời Đại sứ Mỹ. Về khía cạnh kinh tế, trang Bloomberg dẫn lời ông Kritenbrink tại sự kiện nói rằng Washington vẫn lo ngại về khả năng tiếp cận của các công ty Mỹ vào thị trường Việt Nam. Cuối năm ngoái, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã gắn mác Việt Nam là nước thao túng tiền tệ, trong khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định không sử dụng tỷ giá hối đoái để tạo lợi ích cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại quốc tế.